Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi bài tay trái chỉ trăng, nhạc phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Các bạn có thể thấy đó là mình đã soạn ra bản nhạc rồi đúng không? Thì bài này mình chia thành 3 phần. Và mỗi phần ấy thì chúng mình sẽ chơi hai đoạn chính, xen kẽ đó là những cái phần dạo giữa. Và thực sự thì hai cái đoạn trong mỗi phần ấy, các cái nốt nhạc rất là tương tự nhau và chỉ cách nhau có một quãng tám thôi. Để chơi được một bài tay trái chỉ trăng hoàn chỉnh thì chúng mình sẽ học 16 câu. Bây giờ chúng mình cùng vào phần cài đặt. Bài này chúng mình sẽ chơi với tông son dáng. Vì vậy, Wuzhang Turning chúng mình chọn D. Quick Turning chúng mình chọn GB. Và khoảng chơi lý tưởng của chúng mình, các bạn có thể thấy đó là ở ngay câu 1. Thì là số 6 có hai dấu chấm ở dưới. Và nốt cao nhất ở trong bài này đó là 4 có dấu chấm ở trên. Vì vậy, ở đây ở phía dưới này thì chúng mình sẽ để dây 3 có dấu chấm ở trên sẽ là cận dưới. Bây giờ chúng mình cùng vào câu số 1. Các bạn có thể thấy đó là câu số 1 này thì chúng mình có kỹ thuật luyến. Luyến từ 6 lên 7. Chúng mình sẽ gảy dây số 6, sau đó là kéo cục này lên số 7. Các bạn có thể thấy đó là sau số 3 này, đây nữa thì có dấu chấm. Đây là dấu chấm rôi, vì vậy là đến những cái nốt này chúng mình sẽ ngừng một chút. Rồi sau đó chúng mình mới chơi đến các cái nốt tiếp theo. Và dưới các cái nốt số 5 này, 6-7 này, 6-5 ở đây này. Đây, có hai cái gạch ở dưới. Vì vậy đây là nốt móc kép, vì vậy chúng mình sẽ phải chơi nhanh hơn. Đơn giản đúng không? Sang tới câu số 2. Các bạn có thể thấy đó là phía trước số 2 này có dấu sao. Vì vậy chúng mình sẽ phải lướt một vài giây thì đến số 2 này đúng không? Và các bạn lưu ý ở đây số 6 và số 7 ở đây đều có dấu chấm rồi. Vì vậy chúng mình sẽ hơi ngưng một chút. Các bạn có thể thấy đó là 6-7 ở đây khá là gần nhau đúng không? Vì vậy là chúng mình đành phải dùng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật mượn dây 6-7 đúng không? Nhưng mà đương nhiên là chúng mình sẽ không chọn ngay từ đầu bởi vì chúng mình bị vướng cái số 5 này. Vì vậy các bạn phải lưu ý nhớ và khéo léo nhé. Sang tới câu số 3. Thì các bạn có thể thấy đó là ở đây chúng mình sẽ dùng kỹ thuật luyến xuống. Sau số 2 và sau số 1 đều có 3 dấu phẩy vì chúng mình sẽ phải ngân đúng không? 2, 3 ở đây thì chúng mình sẽ luyến lên. Ở đây cái chỗ khoảng này hơi phức tạp một chút đúng không? 6 này, 1, 7 này. Luyến xuống này. Các bạn nhớ là chúng mình gảy dây số 7 này, sau đó là chúng mình rút tay về thì chúng mình mới nghe được cái âm của nó giảm xuống nhé.
Nếu như mà các bạn mà không rút tay xuống ấy thì nghe nó cứ như là chơi số 7 vậy. Thì âm thanh nó sẽ bị khác. Luyến lên này. Các bạn nhớ đây là nốt móc kép đúng không? Vì vậy là tay chúng mình phải nhanh. Sang tới câu số 4. Thì câu số 4 ở đây các bạn có thể thấy đó là hơi khó một chút, đó là chúng mình sẽ phải chơi dây đôi ở ba cái nốt này đúng không? Và sau 2 và 3 thì chúng mình sẽ phải ngân. Ở đây những bạn nào mà không thích chơi dây đôi thì chúng mình hoàn toàn có thể chơi dây đơn thôi. Chúng mình bỏ những cái nốt ở trên này đi. Tùy theo các bạn thích chơi dây đôi hay là chơi dây đơn. Chúng mình sang tới câu số 5. Các bạn có thể thấy đó là câu số 5 với câu số 1 nhìn hơi giống nhau đúng không? Đây, thực sự thì là chỉ cách nhau có một quãng 8 thôi. Có điều là số 3 ở đây thì chúng mình sẽ phải ngân này. Ở đây phía trước dấu 6 thì có dấu sao, vì vậy là chúng mình sẽ phải lướt một vài giây thì mới đến cái số 6 này. Ở đây chúng mình sẽ còn có một cách chơi nữa, đó là chúng mình sẽ chơi dây đôi. Chúng mình sẽ chơi dây đôi ở 5 cái nốt này. Đây. Đây là những cái nốt mà cách nhau một quãng 8. Tùy các bạn thích chơi lướt dây, chơi một dây hay là chúng mình chơi dây đôi các bạn nhé. Nếu như mà chúng mình chơi dây đôi thì chúng mình không cần phải chơi lướt dây nữa, chúng mình cứ chơi trực tiếp thôi. Còn khi mà chúng mình chơi dây đơn thì chúng mình sẽ lướt dây. Sang tới câu số 6. Thì câu số 6 với câu số 2 chúng mình thấy cũng giống nhau đúng không? Chỉ có điều là 7 6 7 ở đây chúng mình sẽ phải ngân trên 1 giây. Cái này sẽ rất là khó đấy nhá, bởi vì nếu như mà chúng mình chơi không khéo ấy thì nghe âm thanh nó sẽ không được hay đâu. Phía trước số 2 có dấu sao, vì vậy chúng mình sẽ lướt một vài giây để đến số 2 này. So với câu số 2 thì cái câu số 6 này chúng mình sẽ phải chơi khó hơn nhiều. Phía sau số 4 ở đây thì chúng mình có dấu chấm dôi, vì vậy là chúng mình sẽ phải ngưng một chút này. 7 6 7 ở đây thì chúng mình sẽ ngân trên một cái dây này. Chúng mình đang ngân dây số 7. Chúng mình thả tay ra.
âm thanh nghe nó sẽ rất là da diết. Sang tới câu số 7 thì các bạn có thể thấy là câu số 7 lại quen rồi. Câu số 7 với câu số 3 cũng khá là giống nhau thôi. Và kỹ thuật chơi cũng tương tự như vậy, chẳng qua là cách nhau một quãng 8 thôi. Sang tới câu số 8. Câu số 8 ở đây với câu số 4 chúng mình thấy cũng khá là giống nhau đúng không? Chỉ có điều ở đây ý, thì đó là khi mà chúng mình chơi cái dây đôi ở cái số 2 này thì câu số 8 sẽ là dây số 6. Nhưng mà ở phía câu số 4 ý, thì là nó là dây số 5. Đây cụ thể là như thế nào? Khi mà chúng mình chơi dây đôi thì chúng mình sẽ chỉ cặp với đúng cái số 6 này thôi, dây số 6 này. Đúng không các bạn? Chúng mình sẽ chỉ ghép cặp với dây số 6 thôi. Còn với câu số 4 thì chúng mình ngoài ghép cặp với số 6 ra thì ở số 2 này chúng mình sẽ cặp với dây số 5. Các bạn có thể thấy khác biệt đúng không? Cứ như chơi nhảy dây vậy. Tương tự với câu số 4 thì những bạn nào mà không thích chơi dây đôi thì chúng mình hoàn toàn chỉ chơi dây đơn cũng được. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong 8 câu rồi đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ đến phần dạo giữa của bài. Và thực sự thì cái phần dạo giữa ấy, từ câu 9 đến câu số 12, nó giống với câu từ câu số 4 đến câu số 7, chẳng qua là chúng mình sẽ bỏ, chúng mình sẽ không chơi luyến. Các bạn lưu ý nhé, chúng mình sẽ không chơi luyến. Và chúng mình cũng sẽ không ngân như là cái câu số 6 này, 767 ở đây. Chúng mình sẽ chỉ chơi dây mộc mạc thôi, bình thường thôi, không dùng kỹ thuật khó. Đây, cụ thể nó là như thế nào? Thì ở đây so với câu số 5
Thì ở đây chúng mình sẽ không cần lướt dây gì cả. Và ở đây thì chúng mình sẽ không cần phải chơi luyến từ 6 lên 7. Ở đây 3 chúng mình cũng không cần phải ngân các bạn nhé. Như vậy là ở đây chúng mình đành phải dùng tới kỹ thuật mượn dây đúng không các bạn? Khi mà chúng mình chơi 5-6 xong thì chúng mình bắt đầu kéo dây lên để chúng mình chơi 6-7-6. Rồi nhả tay ra để chúng mình để chơi được cái dây số 5. Các bạn lưu ý sẽ phải chơi thật là nhanh cái nốt này nhé, bởi vì đây là những nốt móc kép. Phía sau số 3 có dấu chấm dôi. 3 này đây nữa, vì vậy là chúng mình sẽ phải hơi ngưng một chút. Sang tới câu số 10 thì cũng tương tự những cái nốt ở trên kia thôi. Chúng mình ở đây thì sẽ không chơi lướt dây nữa. Đây, chúng mình sẽ không chơi lướt dây này. Chúng mình cũng sẽ không ngân 7-6-7 ở đây nữa. Chúng mình sẽ chỉ chơi đơn thuần thôi. Đó, như vậy là chúng mình sẽ phải dùng tới kỹ thuật mượn dây khá là nhiều đúng không? Khi mà chúng mình chơi xong cái dây số 1 này thì chúng mình nhanh chóng kéo lên để chúng mình chơi 7-6-7. Câu số 11. Câu số 11 thì chúng mình có thể thấy đó là so với cái câu số 7 này đúng không? Thì lẽ ra là chúng mình sẽ phải chơi luyến xuống từ 7 xuống 6. Nhưng mà ở đây là dạo giữa nên chúng mình không cần phải chơi luyến nữa. Và 2-3 ở đây thì chúng mình cũng không chơi luyến, chúng mình sẽ chơi dây riêng. Chúng mình sẽ chơi rất là nhanh bởi vì đây là nốt móc kép. Các bạn lưu ý đó là một ở đây có dấu chấm, vì vậy là chúng mình sẽ phải hơi ngưng một chút vì đây là dấu chấm dôi mà. Câu số 12. Câu số 12 ở đây thì các bạn có thể thấy đó là so với câu số 8 thì chúng mình sẽ không phải chơi dây đôi nữa. Chúng mình sẽ chỉ chơi dây đơn thôi.
Như vậy là chúng mình đã chơi xong phần dạo giữa của bài rồi đúng không? Đến phần 2 thì chúng mình sẽ chơi lại từ câu số 4 tới câu số 8. À, chúng mình sẽ chơi lại từ đầu, từ câu số 1 đến câu số 8. Đây, chơi lại từ câu số 1 tới câu số 8. Rồi sau đó là chúng mình sẽ chơi tiếp cái phần dạo giữa tiếp theo. Cái phần dạo giữa ở cái chỗ phần 2 này này thì nghe nó không được hay lắm. Mình cho vào đây thì để cho nó đủ bài thôi. Bạn nào thích chơi thì chơi, còn không thích chơi thì các bạn có thể bỏ qua. Các bạn có thể thấy đó là ở đây có số 0 đúng không? Số 0 thì chúng mình sẽ nghỉ. Chúng mình sẽ không chơi. Và phía sau số 0 này có dấu chấm dôi nữa. Vì vậy là chúng mình nó sẽ tương đương với chúng mình sẽ nghỉ 0,75 phách các bạn nhé. Sang tới câu số 14 là câu thứ hai của phần dạo giữa ở phần 2. Thì ở đây số 7 chúng mình sẽ phải ngân. Thực sự thì cái tiết tấu của câu số 14 và câu số 13 thì các bạn có thể thấy đó là chỉ khác nhau có hai cái nốt cuối thôi. Sau đó thì chúng mình sẽ sang tới phần 3 của bài. Thì sang phần 3 ấy, thì thực sự là nó cũng giống với cái việc là chúng mình sẽ chơi phần 1 thôi. Từ câu 1 đến câu số 8. Tuy nhiên ấy, thì sẽ có hai câu sẽ chêm nốt. Cụ thể đó là câu số 15 và câu số 16 ở đây. Thì chúng mình sẽ chêm một nốt vào. Bây giờ thì chúng mình sẽ cứ thử chơi lại từ câu số 1 đến câu số 2 đã nhé. Các bạn có thể thấy đúng không? Nếu như mà với câu số 3, câu số 3 và câu số 15 ở đây các bạn có thể thấy nhá, rất là giống nhau đúng không? Chỉ có điều là câu số 15 này chúng mình sẽ chêm một cái số 1 ở đây. Thì ở đây số 7 ở đây chúng mình là một cái nốt đơn đúng không? Nhưng mà vì chêm cái số 1 này vào ấy, thì để đảm bảo là đủ cái số phách của chúng mình ấy thì nó đành phải giảm đi nửa giá trị đúng không? Thì như vậy là 0,25 cộng 0,25 ở đây thì mới bằng là 0,5 đúng không? Vì vậy là 1,7 ở đây thì chúng mình sẽ phải chơi nhanh. Chúng mình sẽ phải kéo tay lên thật là nhanh.
Tiếp đến thì chúng mình vẫn sẽ chơi cái câu số 4 như bình thường thôi. Tiếp đến thì sẽ vào câu số 16. Và câu số 16 ở đây thì chúng mình sẽ thêm một cái số 5 ở đầu. Đây. Các bạn có thể thấy đó là câu số 16 với câu số 15 rất là giống nhau. Chỉ có điều là ở đây chúng mình sẽ thêm cái số 5 này ở đầu thôi. Và chúng mình sẽ không cần phải chơi lướt dây nữa. Chúng mình thêm cái số 5 này vào rồi mà. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong 16 câu của bài Tay trái chỉ trăng rồi đúng không? Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye!